Đây là cái chợ trái cây của người Mễ đó. Giờ lấy xe vô đi mua mua ăn giảm cân. Đúng rồi, mấy em bé khớm hai đồng trái. Ồ, cái này mắc quá, trái tới 4,5 đồng lần. Dưa lưới hai đồng trái. Khi quỷ ở đây có mua rau trước đi. Thank you. Ô, bắp chuối, và flower. Bắp chuối nè. Hai đồng cái. Mắm. Để lựa hai cái đi. À, bắp chuối gì đâu mà ní nị, mấy chai hai đồng cái. Mua hai cái đi. Cái bầu là cái nào khỏe biết luôn. Đây có cái giá 3,25 đồng. Cái xu nè mọi người. Cái này là củ cải đường này, ăn tốt cho sức khỏe lắm luôn á. Bắp 6 trái 2 đồng. Quay con 6 trái 2 đồng. Bông cải 2 đồng một cái. Mình lựa cái bự mình lấy. Cái gì là 2 đồng một cái. Ăn bông cải đi. Hai cái này nó hơi nhỏ, mình lấy cái bự hơn. Cái nào hai đồng cái, lựa cái bự lấy. Vậy có mua anh nấu bắp rẻ hả? Vậy mua mua về nấu bắp ăn đi ha. Mà bắp Mỹ ăn nó cũng chán lắm anh ơi, thôi khỏi mua bắp đi, bắp Mỹ nó chán lắm. Bông cải xanh 3 đồng. Nhiêu đây là tầm khoảng 1 ký, 3 đồng 1 ký. Mà bên bển là bắp nếp ăn ngon. Bắp bắp Việt Nam ăn bắp 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 nếp ăn ngon, bắp Mỹ ăn chán lắm. Em lấy 1 tấm này. Sao nó có bán đắt gì nữa không? Này có bông atiso nó là mắc chết mẹ luôn vậy. 3,5 đồng. Tỏi 2, 4, 5, 5 củ 2 đồng. Đậu bắp 3 đồng tấm vậy. Đậu bắp không ngon. Đây là nấm rơm Mỹ nè. Hành lá là một túm gì? 5 bó 2 đồng. Hành lá 5 bó 2 đồng. Giờ lựa không biết lựa hành lá làm sao luôn á. Đây là ăn tấm đi. Ở đây là ngò rí cũng 2 đồng tấm.
lấy một tấm đi. Ơi còn gì nữa không nè? À, này bắp cải ní ní nè. Đây là trái bí đao. Trái bí đao là hai đọng trái. Mà nhà trồng nhiều bí đao rồi nên không có cần mua. Mía. Sugar cane rồi mắc thấy không? 4 đồng khúc đi nè, mía. Củ sắn, đây cũng có củ sắn nữa nè. Gừng nhà có rồi, cà tím có nên mua không ta? Không, không mua đâu. Ô, củ dền, lâu rồi không có mua củ dền. Củ dền nhiêu đây? 2 đồng túi. Mua củ dền đi. Thịt cá nhà em là 4 cái tủ lạnh đó, đầy hết á. 4 cái tủ lạnh đầy hết rồi, đâu cần mua nữa đâu. Mọi người ở bên Việt Nam có mua cái này ăn không? Cái này ăn tốt cho sức khỏe lắm nè. Đây là cần. Đa số là 2 đồng nhiều em, nhưng mà không có đồng giá. Cái này là rau này là tới 5 đồng một bó nè. Cái rau này á là bên Việt Nam mà nó kêu là rau cải bó xôi á. Cái này kêu là cải bó xôi. À, quên quên kiếm tiền, nó không biết tiền, quên kiếm tiền được nhiêu tiền, nó sáng quên đem tiền theo nó mới cha. Rồi được có 3 mấy đồng mà má ơi chết rồi. Có 3 mấy đồng biết đủ không? Hello, how are you? So với giá, giá. Giá này mà so với cái mặt bằng bên đây vậy là rẻ quá rồi. Chưa ra làm thôi. Can I have a small onion? Yeah. You don't know how much? 18. Can I have a carrot? This one. Yep. You have a dream bin? Yep. Can I have one?
Additional how much? 27 to 10. Yep, yeah. Yep. 30-15. Thank you. You too. Mua một đống luôn, vậy là có 30 đô. No, I get lying. Yeah. Strawberry. Giờ mua dâu tây. Cái này là trái xương rồng nè. Này ơi, gán thôi em ơi. Chứ nói đâu có được nhiều đâu. Can I have banana? Yep. No, that's it. Thank you. Oh, cherry. Oh, đu đủ, quên mua đu đủ.